Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Sáu, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 nhờ báo cáo việc làm của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Giới phân tích dự báo tuần tới sẽ là một cuộc thử nghiệm đầy thách thức đối với giá vàng vì mốc chủ chốt 2.400 đô la Mỹ một ao đã rất gần. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức ổn định ở dưới mốc 77 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhận bố số 9 tăng liên tục tiến lên sát mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 3.800.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 74.980 cho đến 76.200.000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 76.980.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 75.650.000 đồng một lượng và 76.950.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 74.980.000 đồng một lượng, chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 74.980.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74.980.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá giao dịch tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 74.980.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 74.980.000 đồng một lượng, chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 74.980.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 75.500.000 đồng một lượng, chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 75.500.000 đồng một lượng, chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 76.200.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 74.980.000 đồng một lượng, chiều bán 76.980.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29.137.000 đồng một lượng đến 74.600.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31.637.000 đồng một lượng đến 76.200.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, giá vàng đang cao nhất gần 2 tháng do số liệu việc làm của Mỹ trong tháng 5 được điều chỉnh giảm và tỷ lệ thất nghiệp của tháng 6 đã tăng lên. Tất cả những dữ liệu này củng cố khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Các nhà đầu cơ giá vàng lên đang nhìn về mốc kỷ lục 2.450 đô la Mỹ và mốc này có thể sẽ xuất hiện trở lại nếu Fed bắt đầu phát đi tín hiệu rõ ràng và chọn thời điểm tháng 9 để bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo Bộ Lao động của Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có 206.000 công việc mới trong tháng 6, nhiều hơn con số 191.000 công việc mới mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Nhưng ít hơn con số điều chỉnh giảm 218.000 công việc mới của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 4,1% thay vì đi ngang ở mức 4% như dự báo của các nhà kinh tế. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,3% trong tháng 6 so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đều là những con số phù hợp với dự báo. Theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 72,7% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 64% cách đây một tuần. Ngoài ra, các nhà giao dịch còn tăng đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với lần giảm thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 12. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên triển vọng lãi suất giảm có lợi cho giá vàng. Ngoài ra, giá vàng còn được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt phiên ngày hôm thứ Sáu với mức giảm 69 điểm cơ bản, còn 4,277%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác cũng đã giảm 0,24%, chốt phiên ở mức 104,88 điểm, thấp nhất trong 3 tuần. Tuần này, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm 0,94%. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua dòng hơn 7 tấn vàng trong tuần này, tương đương tăng khối lượng nắm giữ lên gần 0,8%, nâng mức nắm giữ lên 834,8 tấn vàng. Trao đổi với trang Kiku News, nhà phân tích kỹ thuật Ricardo Evangelista của công ty Activitech cho rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá vàng tái lập mốc 2.400 đô la Mỹ một ounce vào tuần tới. Đúng như dự báo, số liệu việc làm công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu đã xác nhận rằng thị trường việc làm của Mỹ tiếp tục suy yếu, dù không phải là yếu đi nhiều nhưng vẫn đủ để ủng hộ khả năng Fed giảm lãi suất. Trong nửa đầu năm nay, sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ đã đặt ra khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn, nên những tín hiệu của sự giảm nhiệt của nền kinh tế có thể sẽ kéo đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ xuống, tạo ra động lực hỗ trợ cho giá vàng. Trưởng chiến lược hàng hóa ông Ole Hansen của ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết, còn hơi sớm để kết luận rằng thời kỳ tích lũy của giá vàng đã hết, nhưng ông tin rằng xu hướng chính của giá vàng vẫn là tăng. Tôi có một chút ngạc nhiên khi giá vàng tăng cao đến vậy, nhưng đúng là đợt điều chỉnh gần đây là rất nông, cho thấy nhu cầu vàng còn mạnh khi giá giảm. Hoặc đơn giản là các nhà đầu cơ giá lên không thấy có lý do gì để giảm nắm giữ vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024 trên kênh của Minh Phát, đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.